muốn làm được tôm khô ngon thì trước tiên mình phải chọn được cái nguyên liệu ngon. Ngon nhất là phải chọn được con tôm đất. Tại sao lại được gọi là tôm đất? Tại vì là nó hoàn toàn tự nhiên, sinh ra từ đất, thì người ta không có thả giống để nuôi hay là không có sang thức ăn gì hết. Khi mà luộc xong rồi thì sẽ mang ra nắng phơi. Nếu mà được nắng tốt thì mình phơi khoảng 2-3 nắng là đủ rồi. Cái này thì cũng chưa được lắm, nó cũng còn mềm, phải khoảng 2 nắng nữa mới được. Đây, bên đây khô hơn nè. Đó, đây mình bóp cái vỏ nó giòn, nó bể rồi nè. Ở trong nó đỏ như vậy nè. Là do gạch á, gạch từ trên đầu của con tôm đất á chạy dài vào trong này nó gây đỏ. Đôi lúc mà mình cầm mà mình nhiều nhiều con thì nó cũng bị đỏ ra tay do gạch của nó. Lột bằng tay hết. Nếu mà bỏ vô bao gạch thì nó sẽ nhanh hơn, nó dễ hơn. Tuy nhiên nó không có được đẹp thì mình lột tay mình giữ được cái phần đầu nó nguyên vẹn, phần gạch khúc đầu. Vì tôm đất thì cái gạch rất là ngon, mình giữ lại. Cách để mình phân biệt được á, tôm mà có nhuộm màu hay là không nhuộm màu, mình coi cái bụng á. Với cái bụng mà đang còn mở ra đấy, bụng nó phải trắng tươi, nó không có dính màu. Bên trong nó đỏ, cái mình nó đỏ nhưng mà cái bụng nó vẫn còn trắng. Nếu mà khi mà người ta nhuộm màu thì cái bụng nó bị nhiễm đỏ luôn. Và nếu mà đúng là con tôm tươi á, thì khi lột ra nó còn nguyên cái phần đầu nhiều như thế này nè. Đó, và bên trong á, sớ thịt đó, đó, thịt nó là có sợi chứ không phải là như con tôm mà mình mua ở chợ mà bẻ nó gãy ngang đó, nó có sớ thịt như thế này nè. Nếu mà trong quá trình lột những tôm nào mà mình không giữ, nó không được đẹp lắm, khi mà lột khéo lắm thì mình thấy ăn luôn rất là ngon nha. Mình sẽ chỉ các bạn cách phân biệt tôm lụi và tôm khô. Tôm khô là mình đang làm, tức là tôm đất sống mình luộc lên, luộc chín luôn rồi mình phơi xong nó lột là thành tôm khô. Còn tôm lụi á là tôm sống mà thường ta làm tôm to, tôm sú hay là tôm thẻ thì mình ép, mình xỏ lụi, phơi khô luôn. Thì khi nào ăn á thì mới nướng lên, nó gọi là tôm lụi. Và cái cách làm tôm khô Cà Mau thì nó hơi khó hơn là những cái chỗ khác, là mình cái nguồn nguyên liệu mình kiếm nó hơi mật hơn. Vì nó là tôm đất tự nhiên mà, nên là phải đi mua từ nhiều cái vuông của người ta, mỗi một vuông ít vậy đó, họ không có nhiều. Cái cách bảo quản tốt nhất á là các bạn bỏ trong ngăn đá của bạn, các bạn dùng được mấy năm luôn, không hư. Đừng có sợ là bỏ trong ngăn đá nó bị khô, thật sự mình để trong keo hoặc là cái bịch mà mình đóng kín á, đừng cho cái hơi lạnh nó vào á, cái chỉ lạnh ở bên ngoài thôi á, và cái tôm nó sẽ bị đông đá lại mà nó không có mất nước. Mỗi lần mình ăn là mình cứ đem ra là nó đã đông rồi mình ăn, tôm vẫn y nguyên như vậy. Chứ đừng có để trong ngăn mát của tôi lạnh thì nó sẽ bị khô tôm mà nó bị hư, dễ bị hư lắm.